chúng ta nhận thấy rằng ở anh Thanh Sang luôn có một sự khiêm tốn trong nghề nghiệp, khiến cho các đàn em không chỉ đối với lĩnh vực của sân khấu cải lương mà đối với tất cả các diễn viên ở các bộ môn khác đã dành cho anh. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng với Thanh Hiệp chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lớp diễn thật hay trong tác phẩm Bên Cầu Dệt Lụa của tác giả Thế Châu. Có thể nói rằng sau 31 năm, nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang mới thể hiện vai Trần Minh, và người bạn diễn bên cạnh anh đó là nghệ sĩ Thanh Tú trong vai Nhuận Điền. Dành lời đua chen lòng riêng sành mùi cuốn mắm cài sâu thời con gái là hoa ngọc thanh kia hiền đệ hiền đệ gì đây chắc đã đại huynh chúng ta lại đây nè, ngồi xuống gốc cây nè, uống cạn về chúng để nhớ hoài cái ngày mà anh em mình đưa tiễn nhau đi. Đại huynh vâng đã. Lòng ta còn những điều thắc mắc ta chưa thể uống được. Hiền đệ nghe ta hỏi đã. Dân, đại huynh cứ hỏi đi, để sẵn sàng rửa tay em đây mà nghe nè. Hiền đệ còn dám mang hình hài sơ sắc trở về đây à? Tại sao đại huynh? Sao đại huynh ở cấm đệ trở về cái nơi mà đệ vẫn còn chất chứa những thâm tình chứ? Chính vì những thâm tình đó mà ta có những lời hàng học để hỏi hiền đệ. Đại huynh, đệ đã làm gì mà? Để làm tuổi vong hồn bá mẫu và phụ lòng người con gái chung tình. Đại huynh muốn nói đến Quỳnh Nga chứ còn ai nữa? Nàng ấy vì ai đem đôi bàn tay cần lao hiền vũ, đặt trên vai hiền đệ bao nhiêu kỳ vọng và tình yêu thần thiết tinh khôi. Đại huynh, đệ thành thật xin lỗi đại huynh đó. Sao xin lỗi ta? Vì tiểu đệ Trần Minh của đại huynh đã đổ trạng nguyên rồi. Hả? Đổ trạng rồi? Gì mà từ nãy giờ không nói để người ta mừng? Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà vẫn im liền, không có chiếu vui chuyện bị làng lo đón tiếp, và ngay cả đến huyện quan sở tại không biết không hay. Đại huynh, đệ có còn ai đây mà làm rình rang cho rỡ ràng dòng họ chứ? Cho nên đệ coi cầu xin với đất thanh à, quân đừng ban chiếu thông báo trước, để xa tùy nghi mà sắp xếp. Sao bỗng nhiên tâm trạng Trần Minh lại hy sinh làm một chuyện lạ thường? Đối với đại huynh và hiền phụ Nga, để phải dành cho bao tình cảm thiết tha. Vì hai người tình rất thâm trọng, để phải hết lòng lo lắng liệu toàn, phải đón mừng nhau cho hết sức đậm đà, cho xứng với tình và thâm ân, để mới sinh làm chuyện nghịch thường, vậy mà vẫn chưa trọn lòng yêu thương. Hiền đệ không dối ta đấy chứ? Với đệ huynh, đệ không bao giờ nắm dám nói dối. Thế tại sao hiền đệ vẫn còn mặc y phục mình để tìm ta? Đại huynh, đệ muốn tìm lại trọn vẹn tâm tình của ngài đưa tiễn. Hai thằng bạn nghèo đã rót rượu dặn dò nhau, áo mạo trạng nguyên là biển rộng sông sâu sẽ ngăn cách đôi bờ tình tri kỷ. Xem ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có Trần Minh. Bây giờ hiện đại đứng đi chờ ta. Đại huynh đi đâu vậy? Ta đi tìm mua rượu.
Có rồi nè. Nhưng rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay là Ngự Tửu, mà rượu này đệ đã ghé mua ở quán nghèo ở bên đường kìa. Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống được rượu quán nghèo ngày cũ à? Uống với đại huynh. Tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương gì. Xin kính cẩn tay nâng mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Riêng rượu Lạc Tràng Nguyên thì đệ chỉ xin dám uống một mình, đâu dám rót làm bận mỗi người nghĩa khí. Xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi áo mạo cân đai gửi cho quân hầu cần, mặc nguyên áo cơ hàng để mừng bạn tương tri. Vị rượu tương phùng đại huynh hãy uống đi, uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiền. Dân, ta uống đây. Mời đại huynh hãy uống thêm một chén nữa. Mời hiền đệ. Hiền đệ. Đệ ơi đệ đã còi lấp máu trắng và hiền đệ đánh ta bằng tại chung máu lùng. Sao xuyến tâm hồn dương đậm nghĩa vô tình. Hơi rượu nay ướp bén tình ngày, nhưng sao ta nghe còn hơi hướng chẳng. Rượu đã mất ngon rồi, vậy xin nhắm cùng mai cạn dài chung nhỏ, rồi lại quay về vui cuộc bấm cài sâu. Đại huynh nợ để cho đệ khi có một cân đai đành hãy mất bạn hay sao? Chứ làm sao hơn được nữa, khi đôi bằng hữu của một kẻ cao sang thì làm sao tránh khỏi sự phân biệt gì hơn chia giai cấp. Đại huynh có còn gì để dạy nhau chăng? Còn ta xin gửi cho đệ một nhành bóng lúa mới thôn thôi như lời dặn dò. Khi được cao sang cho huynh những kẻ mùng lắm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh, vì họ là những người ân. Nhưng lớp người đó bị nhiều khinh bạc của những hạng người áo đồng mũ cao ăn trên ngồi tức, mà bây giờ để là người đã nhấn thân vô. Căng trọng nhận trong tay nhành lúa mới thơm tho, và tâm nguyện sẽ giữ trọn lời ký thác. Trong đời để chỉ có hai người thân yêu nhất là hiền. Được như thế là ta mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ ta về, khi nào rảnh ghé nhà tao uống rượu. Dạ dạ, để quên đi về. Ta đi đây nha.